Nước mắt thống hối ăn năn. Một thanh niên hoang đàng phạm nhiều tội lỗi, dù được nhiều người khuyên bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ quay lại. Một đêm kia anh nằm chiêm bao, thấy mình bị bỏ vào ngục, bị tra khảo, đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên sứ đến hỏi, anh muốn gì? Anh trả lời, tôi muốn tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này. Thiên sứ bèn đưa cho anh một cái ly nhỏ bảo, anh có tội nặng nề lắm. Khi nào anh đổ nước tràn cái ly đó thì mới được thả ra. Thiên sứ đưa cho anh cả một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than với thiên sứ, như vậy thì tội tôi chẳng hề được tha rồi. Tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này, không thể nào ra được. Lập tức anh òa lên khóc thảm thiết, những giọt nước mắt lăn trên gò má. Thiên sứ bèn đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly bỗng tràn đầy nước. Anh giật mình thức giấc, bèn ăn năn thống hối về tội lỗi mình. Lời Chúa phán, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Châm ngôn đoạn 28 câu 13. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên đoạn 51 câu 17. Mọi người đều cần sự cứu chuộc. Tình trạng tự nhiên của chúng ta được đặc trưng bởi cảm giác tội lỗi. Tất cả đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Đấng Christ đã giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi, được tự xưng công bình bởi ân điển của Ngài qua sự cứu chuộc ở trong Đấng Christ Jesus. Roma đoạn 3 câu 23, câu 24. Từ mua lại có nghĩa là mua hết. Thuật ngữ này được sử dụng đặc biệt để chỉ việc mua quyền tự do của nô lệ. Việc áp dụng thuật ngữ này cho cái chết của Đấng Christ trên thập tự giá là khá rõ ràng. Nếu chúng ta được cứu chuộc, thì tình trạng trước đây của chúng ta là nô lệ. Đức Chúa Trời đã mua sự tự do của chúng ta, và chúng ta không còn bị ràng buộc vào tội lỗi hay luật pháp cựu ước nữa. Cách sử dụng ẩn dụ về sự cứu chuộc này là sự dạy dỗ của Galati đoạn 3 câu 13, câu 14. Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được dài khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúa Giêsu đã trả giá để chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sự trừng phạt của nó. Từ lời Đức Chúa Trời, bạn biết lẽ thật về Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm gì cho bạn. Sau đó, Đức Thánh Linh thuyết phục bạn về lẽ thật của Đức Chúa Trời và bạn đồng ý rằng phúc âm là đúng. Và sau đó, bạn tiếp nhận điều đó một cách cá nhân. Bạn từ bỏ sự phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình để đạt được sự cứu rỗi và đặt cuộc sống của bạn trong tay Chúa Giêsu, tin tưởng rằng Ngài là ai và những gì Ngài đã làm là đủ để cứu bạn. Bạn đã ăn năn tội lỗi của mình và nỗ lực tự cứu mình chưa? Bạn đã đến chỉ dựa vào Chúa Giêsu để được cứu rỗi chưa? Làm sao tôi có thể cầu nguyện cho bạn được đây? Hãy ăn năn, xưng nhận tội lỗi mình trước Chúa và tin nhận Chúa Giêsu làm Đấng cứu Chúa và làm chủ cuộc đời bạn ngay hôm nay. Chúa Giêsu yêu bạn.